Ngày hôm nay, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Thái Hà. Thưa quý vị và các bạn, và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta rất vinh dự được chào đón những người thân của các vị tướng lĩnh. Xin trân trọng giới thiệu là Nguyễn Thị Ngọc Đoàn, phu nhân Trung tướng Cao Văn Khánh. Xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Sùng, con trai Thiếu tướng Hoàng Sâm. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thanh Hà, con tướng Nguyễn Sâm. Xin trân trọng giới thiệu bà Lê Mai Hương, con gái Thiếu tướng Lê Thiết Hùng. Vậy và bên cạnh đó, chúng ta cũng rất vinh dự được chào đón nhà báo Trần Hồng. Hơn hết là toàn thể các cộng tác viên và các bạn đọc đã tới tham dự Ngày hội tri ân 2015 ngày hôm nay. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng. Thưa quý vị và các bạn, và để chương trình của chúng ta được chính thức bắt đầu, ngay bây giờ chúng tôi xin giới thiệu và mời lên sân khấu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Thái Hà có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa tất cả các bạn, gọi là các bạn ấy, bởi vì ở đây kể cả những người lớn tuổi là bác tỏa, nhưng mà đối với chúng tôi thì cũng là những người bạn, bởi vì thực sự nó có một cái tình bạn, tình thân, tình người, và hơn hết tất cả chúng ta đều là bạn đọc. Thì cái tình bạn đó là tôi nghĩ như đó, tức là có nghĩa chúng ta là bạn của nhau. Tôi nhớ là năm 1983 ấy, thì lúc bây giờ tôi đi học đại học ở Liên Xô. Và từ đây, từ trong thành phố này đi sang Nội Bài là con đường vòng qua cầu Long Biên, rồi qua cầu Đuống, vòng tít về cái hướng Bắc Hà Nội mới được đến Nội Bài. Sau này tôi đi học ở Úc thì được đi qua cầu Thăng Long. Và bây giờ thì gần cách những lần mới đây, sau Tết có đi chuyến đi nước ngoài mới đây nhất thì được đi qua cầu Nhật Tân. Và cả ba cái loại chuyến đi đó nhắc tới một cái từ duy nhất, đó là cái cầu. Từ đây đến Nội Bài vẫn là nằm ở đó, Hà Nội vẫn nằm ở đây. Nhưng mà ngày xưa cô chưa có cái cầu đó, chúng ta phải đi qua hai cái cầu là cầu Long Biên và cầu Đuống. Rồi sau đó chúng ta phải đi qua cầu Thăng Long. Bây giờ chúng ta có một cầu khác rút ngắn ra Nội Bài rất là nhiều, đó là cầu Nhật Tân. Tất cả chúng ta ngồi ở đây, tất cả những ai có mặt ở đây, chúng ta là những cây cầu. Chúng ta là những cái cầu để kết nối tri thức của toàn nhân loại đến 90 triệu dân Việt Nam, và không chỉ của 90 triệu dân Việt Nam mà đến với khoảng chắc bây giờ khoảng 7 tỷ dân thế giới. Tại sao nói tới nhau như vậy? Bởi vì những tác giả là những cái kho chứa vô cùng lớn trí tuệ của nhân loại, không phải của người đó mà của nhân loại, và những tác giả đó có trách nhiệm viết ra những gì trong não họ, và những sở hữu mà họ có trong não của họ ấy, không phải đơn giản chỉ là tài sản của họ mà là tài sản của cả nhân loại, bởi vì họ đã tích cóp với tất cả trí tuệ của nhân loại và não họ, và họ trách nhiệm để viết ra tất cả cái đó để truyền bá nhân loại. Tất cả các dịch giả cũng là cái cầu nối, bởi vì nếu không có cái dịch giả thì sẽ không có cách nào để truyền những cái kiến thức đó từ nơi này đến nơi khác. Các biên tập viên, các cộng tác viên về dàn trang chế bản, biên tập viên, rồi các họa sĩ vẽ bìa, rồi những người mà tìm từ những cuốn sách đó, thì đó là những cái cầu vô cùng tuyệt vời mà hôm nay các bạn trẻ, các bạn gọi là tri ân cộng tác viên 2015. Tất nhiên là đấy là các bạn đã đưa ra, nhưng nếu tôi thì tôi dùng một từ khác, tôi dùng là biết ơn những cây cầu, bởi vì tất cả những người đây ngồi đây làm cây cầu đấy. Thứ nhất tôi nói như vậy, và xin một tràng vỗ tay cho tất cả những cầu là có mặt đây đó. Chị Hải Âu vừa đến cạnh tôi xong rồi, chúng tôi cười với nhau rất là vui và giống như tình thân với nhau. Thế thì không phải chỉ có Hải Âu mà nhiều người nào hỏi thế Thái Book có những nhân viên. Thế và các bạn thấy ở bên dưới tại sao rất nhiều người mặc áo cam, chắc là những người mặc áo cam đứng đây chắc phải được 20-30 người. Thế và có một thông tin nữa để chúng ta biết là ngày 1/4 thì các bạn trẻ đã tổ chức một cái chương trình gọi là Made in Việt Nam. Tôi đọc sách cũng rất là hoành tráng, môi trường 350 chỗ ngồi mà chật kín phải đứng. Và những người tổ chức đó cũng là những thành viên của gia đình Thái Book, và tất cả những người ngồi ở đây cũng là người của Thái Book. Thế nào là người của Thái Book? Người của Thái Book là những người đang góp phần để mang sách đến cho bạn đọc Việt Nam, Việt Nam đến thế giới. Và dĩ nhiên tất cả những người ngồi đây là chúng tôi gọi là Thái Hà Booker, tức là những người của Thái Book. Và phải nói rất thật là những cái bạn đó cao như vậy để là Thái Book ấy, nếu mà xét và ai mà không hiểu thì nghĩ các bạn ấy không phải Thái Book, nhưng các bạn ấy là thực sự Thái Book. Và các em đấy phần lớn tất cả em là sinh viên, tất cả em đây đều là sinh viên, và các bạn sinh viên vô cùng xuất sắc. Và những sinh viên đó còn yêu quý Thái Book, có khi tôi cảm giác còn hơn cả tôi. Và những tương tự như vậy, những em sinh viên là tình nguyện viên đó, cộng tác viên đó cũng giống như quý vị đang có mặt tại đây. Đấy là một phần không thể tách rời khỏi của công ty chính nhà, đấy là ngôi nhà của chúng ta mà tôi gọi là Thái Hà Book is your book. Và xin một tràng vỗ tay cho tất cả chúng ta có người Thái Book. Thông điệp cuối cùng nữa thôi, có 3 thông điệp muốn gửi tất cả các bạn ở đây. Thứ hôm nay là cái lễ tri ân cả tri ân cho tất cả chúng ta tri ân lẫn nhau, tri ân cho những người đóng góp cho Thái Book cái năm vừa rồi. Mỗi năm chúng ta có một cái ngày ngồi lại đây với nhau để mà ít nhất là một ngày để trao đổi lẫn nhau, để chia sẻ lẫn nhau, để cảm ơn lẫn nhau, để nhớ đến nhau, để nhắc lẫn nhau. Và tôi muốn chia sẻ một ý là trong tuần vừa rồi ấy, thì Thái Book có đón một cái đoàn lãnh đạo của Frankfurt Book Fair, là hội sách lớn nhất thế giới. Cái hội sách ở Bangkok chúng tôi được đi qua thì nó lớn, hội sách ở Sài Gòn nó lớn đâu đến khoảng 2-3 lần ở Hà Nội. Nhưng hội sách ở Bangkok thì lớn đâu đến khoảng gấp 5 lần hội sách Sài Gòn, mà Thái Book có 5 người sang dự. Nhưng hội sách của Frankfurt ấy, thì nó lớn chắc độ cũng phải 5-7 lần so với hội sách ở Bangkok nữa. Thế thì cái bà phó chủ tịch của Frankfurt Book Fair đi vào Việt Nam cùng một cái bà nữa là giám đốc phụ trách châu Á và Iran cộng với Ả Rập cộng với Hàn Quốc ấy, và có vào Việt Nam hai bà đó. Thì trước khi về bà rất là xúc động, bởi vì chúng ta là Thái Book đã thu xếp cho hai bà được gặp, và anh Hoàng Cục trưởng của xuất bản, thế rồi anh Hoan Cục trưởng của Bản quyền, chị Mai Cục trưởng của thư viện, gặp lãnh đạo của Hà Nội, gặp lãnh đạo của Hồ Chí Minh, gặp lãnh đạo phần lớn các xuất bản của công ty sách tại Hà Nội, Hồ Chí Minh. Thì trước khi về bà có nói với tôi một câu là bà rất muốn thay mặt Thái Book bán bản quyền sách ra với thế giới, vì bà biết là cái việc bán sách của Việt Nam ra thế giới rất khó, không phải khó mà rất khó. Đấy là ý thứ nhất, bà nói là đề nghị Thái Book xem có những cuốn nào bà sẽ trực tiếp thay mặt Thái Book bán bản quyền với thế giới. Thế đến một thông điệp vô cùng sung sướng, bởi thưa quý vị là sách của chúng ta rất là khó bán ra thế giới, và hầu như những cuốn sách của Việt Nam ra thế giới chỉ đến trên đường tay, hiện ở đây đến khoảng chục cuốn, đến ngày này cả nước Việt Nam rất khó bán sách của tiếng Việt ra thế giới. Đấy là thông điệp thứ nhất, và bà đã nhận lời thay mặt Thái Hà Book bán sách của Việt Nam ra thế giới. Thì nếu những ai ngồi đây mà biết các tác giả Việt Nam thì chúng ta sẽ cùng đi bán sách thế giới. Mà cái người bán không phải tôi, vì tôi đang lộn, tôi rất khó bán. Thì đã có bà Claudia là phó chủ tịch của Phòng Book Fair, và cô Asula là cô giám đốc phụ trách châu Á và khối Bắc, châu Á và Ả Rập. Đấy là thông điệp thứ nhất. Trước khi bà về nước bà có nói rất là xúc động. Bà có nói một thứ hai nữa là ở thế giới chưa hề biết gì về ngành xuất bản Việt Nam, và có một bài đầu tiên viết về xuất bản của Việt Nam. Thì bà đã phỏng vấn trực tiếp tôi và sẽ đăng ở trong cái tạp chí tên là Publishing perspective, tức là triển vọng xuất bản thế giới, là tạp chí xuất bản lớn nhất thế giới. Thì trong tập sau sẽ có bài đầu tiên viết về Việt Nam mà viết về công ty sách nhà của chúng ta và những đóng góp của mình cho thế giới. Chủ yếu là mang cái ý mà muốn viết ở đây là cái chuyện mà chúng ta đang xây dựng văn hóa đọc tại Việt Nam, cũng như là có cái quyết tâm mang sách của Việt Nam ra nước ngoài. Thì cái ý thứ hai mà trước khi bà về bà có nói, và cái thứ ba nữa bà có nói là chuẩn bị cho Frankfurt Book Fair tháng 10 tới, thì ở Frankfurt Book Fair có những cái học bổng để sang bên nước học. Thì bà rất mong là Thái Book giới thiệu giúp đúng các năm 2017 xuất để học bên Đức và họ tài trợ, thì Thái Book sẽ giới thiệu những cái người để cho đi học vào ngay dịp tới này. Thì đấy, những cái thông tin nó vô cùng xúc động và vô cùng lớn như vậy, thì muốn nói rằng cái công lao của các bạn rất lớn, và chúng ta làm sao biến thực sự thành cái cầu nối. Thì nếu như hôm nay là cái lễ tri ân đấy, thì cái thông điệp thứ ba là làm sao chúng ta có thể mang sách của Việt Nam ra với thế giới. Và hôm nay một cái thách thức lớn nhất của chúng ta đối với tất cả những người ở đây là những tác giả ở đây, ví dụ như là Mẹ Bóng Bông là những cái tác phẩm như này, chúng tôi rất muốn là bán bản quyền thế giới. Ví dụ như ở Pháp, quý vị biết là nếu đã in ở Pháp thì bao giờ in có bét nhất cũng phải 10.000 bản. Còn nó không in thôi. Còn thường là in 20.000 đến 100.000 bản. Hay là cái cuốn mà Tướng Lĩnh Việt Nam thế kỷ 20 qua hệ người thân ấy, và chúng tôi muốn đợt tới dịch được tiếng Anh. Và nếu mình phát in được nước ngoài ấy, thì cái đến chuyện rất là tốt, không chỉ của thương hiệu mà có thể mang lại cả tiền đến nước nữa. Thì đây là một cái cánh cửa có thể mở ra cho chúng ta, và đấy có lẽ là một cái cách nữa để chúng ta chia lẫn nhau, để cảm ơn lẫn nhau, và đặc biệt là cảm ơn các tác giả, các dịch giả, các cộng tác viên, những cái người đã hết mình để truyền bá văn học này. Thì không biết nói gì hơn, thực sự là hôm nay có mặt ở đây cũng chỉ nói lời duy nhất, đó là biết ơn. Mà cái lời biết ơn thì có thể nói 1.000.000 lần chắc là cũng không đủ. Thái Hà Book có được như ngày hôm nay, nói thật là nhờ tất cả quý vị đã ngồi đấy. Nếu mà không có những người ngồi đấy thì không bao giờ có những tác giả hay có những cái tác phẩm rất tuyệt vời như ngày hôm nay. Thế và hôm nay nếu mà chúng ta để ý thì lấy cái ngày là 4/4. Tại sao đến 4/4 có ý nghĩa của nó? Thì phải rất thật tôi đến các bộ phận. Và mùng 4, số 4 là tứ diệu đế, tức là 4 sự thật bí diệu. Còn số 8 là bát chính đạo, tức là 8 cái con đường để mang cho mình thành công, hạnh phúc của bình an. Và cũng năm nay là 2015 này, là Thái Book vào 22/6 tới là ngày 22, lại cũng lại 22/6 là ngày dài nhất trong năm. Thì nó có một cái ý nghĩa là ngày 22/6 là ngày thành lập công ty, và năm nay Thái Book sẽ sinh nhật lần thứ 8. Thế thành ra là mùng 4/4 là 4+4 là 8, và tứ là tứ diệu đế, và 8 là bát chánh đạo. Và năm nay cũng là 8 năm kỷ niệm ngày thành lập Thái Book. Thì đấy là những con số rất là linh thiêng, và mong rằng con số 8 mà đúng chúng tôi rất là tuyệt vời này sẽ mang lại may mắn cho tất cả chúng ta có mặt ở đây. Và thêm một lần nữa chỉ có lời duy nhất đối với tất cả những ai có mặt ở đây, đó là vô cùng biết ơn, vô cùng biết ơn, và chúc cho cái buổi giao lưu này rất là thành công. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn lời chia sẻ của thầy Hùng.